Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên, cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Thì buổi tối ngày hôm nay em Thắng có một ít đồ nghề ăn bãi lên để giới thiệu với anh em. Thì anh em mình xem có cái sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em ha qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924801 nha mọi người. Và cái số này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả cũng như là phần tiêu đề. Mã số đầu tiên ha, thì em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người, đó là một cái bộ khẩu của thằng Seki nha. Bộ này nó còn khá là đẹp nha anh em. Đó, nó bộ này là bộ 3/8. Nó về hình thức cái hộp của mình thì cũng còn khá là ok nha. Của thằng Seki. Đây. Đây. Cái này anh em mình dùng trong gia đình nó ngon lành ha. Thì cái bộ này nó được sản xuất của tại Miki Higo nha anh em. Đó. Của hãng Seki nha, hàng nội địa Nhật. Thì cái bộ này là làm bằng thép alloy nên là nó rất là ngon nha anh em. Đây. Thì bộ này nó sẽ gồm có những cái khẩu như thao 8 ly, 9 ly, 10 ly, 11 ly, 12 ly, 14 ly, 17 ly, 19 và lớn nhất 21. Một cây cần nối dài, một cây cần tự động, cùng với đó là một cái đầu 21 ly ha. Đây, đầu cũng rất là đẹp nha anh em. Đầu đây là đầu 21 ly dài nè. Những cái này thì nói chung mình thức thì ở bãi nó lắm đắt rồi thôi chứ còn khá là đẹp nha anh em. 3/8 đường kính 9.5 này. Thép của mình là thép alloy steel nha anh em. Thép rất là cứng ha, thép alloy steel hãng Seki này, Vitex SSK. Đó. Rồi, nhỏ nhất của mình là 8 ly. Đó. Đây đầu luôn đẹp nha anh em. Đó. 8 ly. Rồi, 9 ly, 10 ly, 11 ly, 12 ly, 14 ly, 17 ly, 19 ly và đây, 21 ly là lớn nhất rồi ha. Đó, đầu chén luôn đẹp hết nha anh em. Một cái nối dài. Nối dài này thì nó dài tầm khoảng 12 cm. Thép alloy steel này anh em thấy không, Seki. Đó, và một cái cần tự động. Một cái cần tự động 3/8 luôn. Đó. Của hãng Seki hết ra thép alloy steel này. Đó. Một cái bộ tiếp cho nên mình dùng mini mình dùng trong gia đình đồ này nào ha. Bộ 3/8 của Seki còn khá là đẹp. Đó, cái hộp của mình thì cái hộp bằng nhựa, nhiều chỗ nó bị nứt nứt như thế này cũng không ảnh hưởng nhiều nha anh em. Đó, bỏ rồi rất là ngon. Thì anh em thích cái hộp tiếp của Seki này, mọi người mình chốt giúp em mã số là M60 nha anh em. M60 bộ này giá của mình là 550.000. M60 ha, bộ này em để giá là 550 nha anh em. Bộ 3/8 nha, bộ 3/8 M60 3/8. M61 thì em có một cây cuộn chì, cuộn này thì nó nặng là 380g nha anh em, gần 4 lạng á ha. Thằng bãi cái này thì nó bằng giá nên để ở ngoài bãi thì nó bị ẩm nó như thế này ha. Cũng sợi chì này thì tầm khoảng là một ly 6 nha anh em, tầm khoảng là 1.5 ly thôi ha, cũng vừa vặn để anh em mình xài. Cũng này là nó nặng được là 380g ha, còn khá là nặng nha anh em. Đó, anh em thấy nó uống sáng trong bằng giá như thế này nè, uống sáng trong bằng giá như thế này nha anh em. Đó, chì bãi. Đó, chì bãi Nhật ha. Đó, thì cũng này là nó nặng trên 350g á ha. Thì anh em thích cái cuộn này thì mọi người chốt giúp em mã số là M61 nha. Cuộn này em để giá là 150 nha anh em, nặng hơn 3 lần rưỡi ha. M61 150.000. Tiếp theo M62. 62 thì em có một cây mũi file nha anh em, một cái mũi file của thương hiệu Fukuda này ha, Fukuda Seiko HSS như là thép gió này, mình để file những cái rãnh vật liệu ha, Japan này anh em, của Nhật ha. Đây, về thông số sẽ rút ra ha. Đây, thì thông số thì cái đường cốt phi của mình là phi 20 nha anh em. Phi 20 nhân cho 5. Đó, cái rãnh của mình là rãnh 5 ly này, phi 20. Và cái phần độ dài của mình là 5 ly. Đó, rang của mình là nó đính lựa hợp kim hết nên là anh em mình phay kim loại ha, phay kim loại, phay sét và đồ này. Đó. Rất là đẹp. Đó, đường kính là phi 20 và độ dài này là 5 ly ha, độ dài 5 ly. Đó. Thì anh em nào thích cái con mũi khoét phi 20 này, mọi người chốt giúp em. Còn mới nha anh em, mới tin chưa có xài, của Nhật luôn ha. Con này giá 200 ha. 200.000. M62 ha. M62 200. M63. M63 thì một cái hộp mũi khoan, một cái hộp mũi khoan của Đức nha. Đó, một cái hộp mũi khoan của Đức. Đây. HSS nha anh em, HSS là khoan sét ha. Đây. Với đúp gạch money này anh em ha, với đúp gạch money. Thì cái bộ này nó chỉ có là 2 4 6 7 mũi thôi nha. Bộ này nó có 7 mũi.
bảy mũi của mình là gồm thông số là 1.5 này, 2 3 4 5 5.5 và 6 nha anh em. À, 6 7 mũi khoan đứt ha. Có cái hộp như thế này. Anh em mình HSS là mình dùng để khoan xét ha. M63 nha. M63 bộ này em để giá là 180 ha. M63 187 mũi nha anh em. Đó, bộ khoan của đất. M63 180.000. Theo M64 thì một cái cuộn thước dai nha anh em. Một cái cuộn thước dai 5,5 m của thằng Tajima nha, Made in Japan. Đó, bản thước của mình là bản thước 19 ly ha. Đó, bản thước 19 ly. Đó. Đây, tình trạng của mình nó còn khá là mới nha anh em, Tajima Japan này 5,5 m này. Đó. Có khóa chặn nè anh em. Đó, có khóa chặn tạm thời ha. Đó, đây thử về ha. À, 5,5 m về hình thức thì bên ngoài nó không có mới lắm nhưng mà anh em mình sử dụng nó còn ok. Rồi con này mã số của mình là M64 nha. M64 cái cuộn thước này em để giá là 120.000 ha. À, hàng nội địa Nhật ha, Made in Japan. 5,5 m ha, M64 120. M65 thì cái cuộn này cũng vậy nha, của Tajima luôn nhưng mà cái dòng này thì nó không có khóa chặn. Nó anh em mình kéo ra thì nó thu về thôi. Về hình thức thì nó còn rất là mới ha. Khoan thước cũng rất là mới nha anh em. Tajima Japan này, đó. Bản thước là còn rất là mới. Đó, thả ra thu về ha. Đó, bản Tajima 5,5 m luôn nha anh em. Đó, rồi thì anh em thích cái cuộn này nó không có cái khóa chặn ha. M65. Con này em để giá là 100.000. M65 ha, 100. M66. Một cái cuộn thước 20 m ha. Một cái cuộn thước 20 m nó còn rất là mới nha mọi người. Đó. Nó còn rất là mới luôn. Đó. Đây. Tình trạng của mình là nó gần như là chưa có xài nha anh em. Cái phần nào là anh em mình có thể mình treo mình vét lên ha. Đó. Đây Tajima 20 m này, dòng này là dòng Shimron. Sợi fiber ha, sợi thủy tinh. Đây tình trạng của mình là mới tinh chưa có xài. Bên này thì chữ số của mình màu trắng và bên này là màu vàng nha anh em. Hai mạch số, một bên màu trắng, một bên màu vàng. Đó. Tình trạng giao thức của mình là hàng còn mới tinh chưa có xài. Rồi, thì anh em là thích cái cuộn thước 20 m này, mọi người mình chốt giúp em. Mã số của mình là M66 nha anh em. M66 cuộn này giá 250.000. À, còn rất là mới nha. M66 250. Tiếp theo M67. M67 thì em có một cái bộ vít nha anh em, một cái bộ vít cũng mới tinh nè, đó. Mini handle socket set nha anh em. Đó, đây thì hình thức như thế này nha anh em. Đó, bao bì đồ này nọ chữ đồ nghĩa đó ha. Đó. Rồi bên trong của mình á thì nó sẽ có những cái đầu khẩu như sau. Đó, đầu khẩu này thì anh em mình thấy có một cái T này, cái T này nó có ba đầu luôn, anh em mình sẽ gắn được ba vị trí. Đó. Là đường kính của mình là 6.35 nha anh em. Đầu nhỏ nha, 6.3 đó ha, mình giống như là 1/4 nha anh em. Đó. Thì con này cái kích thước của mình á, cái chiều dài tổng thể của mình á là được 17 này. Phần chiều ngang này của mình là được 8 này ha. Và mã số cho cái bộ này của mình á thì em Thắng sẽ đọc cái đầu khẩu cho anh em luôn. Rồi đầu khẩu của mình là nó sẽ gồm có là 6, 8 này, 10, 12, 13 và 14 lên nha anh em. Thì cái bộ này là nó có được 6 con. 2 4 6 con nha. Đó. 6 cái khẩu ha. 6 này, 8, 10, 12, 13 và 14 ha, cùng với đó là một cây T này nữa ha, rất là hay. Thì nguyên một bộ này thì em để giá là 200.000. M67 nha. M67 giá 200. Tiếp theo M68. M68 thì em có một cái vít. Đây, để em ghi cái mã số ha. M68, một cây vít ha của thằng Vercel. Đó, loại cán gỗ nha anh em. Về hình thức thì nó không có mới lắm nhưng mà anh em mình xài cũng rất là ngon. Đó. Đây, nó có bị bay bay như thế này thôi nhưng mà dùng rất là ngon ha. Đầu còn rất là đẹp. Đó, đầu đóng. Đó, đầu vít của mình là đầu vít dương BH2 và chiều dài của mình thì nó dài được là 22 cm ha. Thì anh em nào thích cái con vít này, mọi người mình chốt giúp em. Mã số cái vít này là M68. Rồi M68 ha, con này giá 100.000. 69. Rồi 69 thì em có một cái cặp đục.
Đó, một cái cặp đục cũng mới tinh chưa xài ha, một cây cây nhọn và một cây dẹp đỏ như thế này ha, để anh em mình trắng rồi này nọ ha, lấy dấu cũng được. Thì hai con này nó mới tinh chưa xài của hãng Z nha. Kích thước của mình là bản đục 13 ly và chiều dài là 16 sen ha. Đây. Bản đục 13 ly và chiều dài 16 sen, con này thì bản đục 13 ly chiều dài 15 sen. Đó, cái cây đầu nhọn thì nó ngắn hơn ha. Đó. Đây, dài 15 16 sen kia được găng tay ha, rất là đẹp. Nói chung là cặp này nó còn mới, gần như là chưa có xài nha anh em. Đầu mũi nó còn rất là mới này. Thì anh em thích một cặp ha, hai chiếc đục này mọi người chớ giúp em mã số là M69 nha. M69 hai chiếc này giá 160.000 ha. Đó, M69 hai chiếc giá 160. M70 thì em có một cây cưa nha. Một cây cưa Henderson này. Cây này còn rất là mới anh em mình thích thằng đẹp ha, nó sẽ có hai mạch lưỡi, mạch lưỡi bên dưới là đang nhuyễn nè, mạch lưỡi bên trên là đang thưa. Đó. Henderson này cả hai chốt, còn mới tinh chưa có xài. Henderson này mới tinh chưa có xài. Đó, thì anh em thích cây cưa này còn mới tinh ha, mọi người cho giúp em M70. M70 ha, con này còn mới anh em, đẹp, gần như là chưa có xài. Con này em để giá 120 nha, anh em mình thích thằng đẹp thì mình chốt. Đó, mới tinh nè, M70 ha, giá 120. M71. M71 thì em có một hai cây hai bịch mũi khoan này. Của Nachi chưa xài nha. Đầu tiên thì cái bịch nhỏ này nói chung là hàng chưa có xài hết nha anh em. Nên là em thắng sẽ lấy cái bịch ra cho anh em mình xem thôi. Một bịch mẫu. Đó. Chưa xài đem sẽ mở ra cho mọi người nè. Đó. Rồi một bịch như thế này là nó có 10 mũi. Đó, ha, một bịch như thế này là 10 mũi nha anh em. Đây, mới can chưa xài. Đó, đây, Nachi nha anh em. Đó, Nachi hàng chuẩn nội địa nha, giáo xích nội địa Nhật cổ này. Bộ này thì 10 mũi 2.1 nha anh em. Đó. 2.1 mm ha. Sản xuất tại Nhật, made in Japan, mới tinh chưa xài. À, 10 mũi 2.1 nha anh em. 10 mũi 2.1. Thì anh em thích 10 mũi 10 ly 1 này ha, chưa xài nha anh em. Mọi người cho giúp em mã số là M71 ha. M71, 10 mũi này giá 110.000. Đó, 110.000 nha anh em. Tính ra có 11.000 một mũi thôi, mới chưa xài của Nachi ha. M71 110. 32 thì bịch này là 2.5 nha. Giao dịch nội địa Nhật. Đó, Nachi. Rồi bịch 2.5 10 mũi này giá 120. Ha. M72 ha. 120.000. M73. M73 thì em có một cây kìm mỏ quả. Một cái kìm mỏ quả nha, của thương hiệu hãng IBS này. Đó. Đây. Made in Japan ha, tình trạng còn khá là đẹp. Đây, đây là phần vỏ của mình. Đó. Đây, IBS ha. Có lò xo bạc bốp như thế này ha. Đó. Và cái phần này là chui nhựa. Phần nắp nhựa này thì người ta cũng đã có xài rồi ha. Đó, người ta cũng có xài rồi. Nhưng mà còn rất là ngon anh em thấy không? Rất là đẹp ha, nói chung là mình xài cũng rất là ngon. Nắp nhựa này thì mình kẹp nó không có bị trầy vặt đâu ha. IBS ha, chuẩn nội địa, Made in Japan. Size 250. Rồi anh em thích cái cây kìm mỏ quả này, mọi người cho giúp em M73 ha. M73 ha, 180.000. Tiếp theo M74 thì em lên cho mọi người một cái con dao rọc giấy đập lưới tự động cắn nhôm ha. Đó, đây của thương hiệu NT Custer Japan này anh em, Stainless Steel ha, NT Custer. Đây lắp lưỡi tự động ha. Đó. Đây mình sẽ mở cái khóa này ra. Đó, sẽ đẩy lưỡi dao đi ha. Đó. Đây. Mở ra nè, mở ra là dạng vô. À, dạng vô là nó mở ra ha, đó. Ha, anh em nghe tạch 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 nè, đó. Đó, lắp lưỡi tự động nha anh em, bên trong thì nó còn hình như là bên trong hết lưỡi rồi thì anh em mình bỏ lắp lưỡi vào mình xài. Đó, lắp lưỡi tự động ha. Đó. Của anh NT Custer ha. Đó, cán của mình hợp kim nhôm, cái phần núm này thì nó hơi xấu tí ha. Đó. Nhưng mà anh em mình không quan trọng, nhưng mà chung là mình vặn cứng, mình mở lỏng thì được là ok rồi ha. Còn cái chuyện hàng bãi thì nhiều khi là nó cắn rồi thôi. Chung hoạt động là bình thường, ngon lành. Thì anh em thích cái con dao độc giấy này, mọi người cho giúp em mã số là M74. Cái con dao độc giấy nạp lưỡi tự động thân nhôm này, mã số của mình là M74 nha. Con này em để giá 160. M74 160.000. M75. M75 thì em có một cây kìm mở phe nha, một cây kìm mở phe này. Đó, còn mũi nó còn rất là đẹp, mũi thẳng nha.
mỗi tháng. Thì con này là CX1 nha. Nó mở được từ 12 cho tới 30, có thương hiệu Super Japan. Đó. Bóp vào đi ra ha. Đó, bóp vào đi ra. Thì con này nó có tổng chiều dài mình đo được là 19 sen ha. Tổng chiều dài mình đo được là 19 sen. M75 ha, bóp vào đi ra mở phe ngoài. Con này giá 150.000 ha. 150.000 M75. Đó. Tiếp theo M76. M76 thì em có một cây kìm mở phe khác, cái này nó đa năng hơn ha, của thương hiệu hãng Top. Đây, của thương hiệu hãng Top này anh em. Đó, thương hiệu hãng Top này. Cái này nó vừa mở được trong vừa mở được ngoài luôn ha. Đó, vừa mở được phe trong vừa mở được phe ngoài luôn. Đó, vỏ nó còn đẹp này. Đó, anh em mình thấy như thế nào là mình bóp vào đi ra là phe ngoài này, mình sẽ di chuyển. Mình mở cái ốc này ra ha. Và mình di chuyển qua cái lỗ bên này. Đó, di chuyển qua cái lỗ bên tay trái. Đây mình vặn lại. Thì lúc này là mình sẽ mở phe trong. Đây. Đây mình sẽ vặn theo vô cái lỗ này ha. Đó, cái lỗ bên tay trái này. Mình sẽ gắn vào thôi. Đó, nên thằng bố vào đi vào này, là có phe trong này ha. Đó, quán Top nha anh em. Đó, mở được hai phe luôn, vừa phe trong vừa phe ngoài. Con này thì size cũng bự nha. Thường thường là dòng nhỏ là nó ngắn, còn con này thì nó dài được là gần 20 cm luôn nè. Thì anh em mà thích cây kìm gấp phe có Top này ha, mở được hai đầu phe luôn. M77 giúp em nha, con này 250. M77 ha, 250.000. M76 chứ, sorry mọi người ha, M76. 250. M77. M77 thì em có một cây kìm nhọn. Cái này thì có thương hiệu K3 nha. K3 giao xích nội địa Nhật. Đó. Rang kim nó còn ngon lành hết ha. Một cây kim nhọn của hãng K3. Hai đầu bên này nó có mài nhẹ này, hai cái đầu bên này nó mài nhẹ nhọn. Sơ sơ như thế này này, để chắc là người ta phù hợp vào công việc thôi. Nói chung là mài rất là nhẹ đó, anh em yên tâm mà xài nha. Đó. Hình thức của mình như này ha. Của hãng K3 thì dùng rất là ngon nha anh em. Hãng kim K3 thì dùng rất là ngon, thì con này nó dài 16 sen. Em để giá là 80.000. Đây M78 ha, giá 80. M79, một cây kìm chất trắng ha, của thương hiệu Fujiya. Đó, đây thiết kế như thế nào nha anh em. Đó, trắng non đến nào này. Đó, đây miệng của mình thì mở, bên trong nó có rang kẹp những kiếm như thế này ha. Đó, những góc cạnh nó vuông vức, đẹp. Đó, Fujiya ha. Đó, trắng. Con này nó dài được là 17 sen ha. Dài được 17 sen, và anh em thích cây kìm của Fujiya này, mọi người cho giúp em. Mã số là M79, con này giá 100.000 ha. M79 100. Tiếp theo M80. M80 thì em có một cây kéo, con kìm này nè. Con này thì nó em vệ sinh nó bay trơn chữ đây này. Của thương hiệu hơi mờ mờ tí nha anh em. Fujiya nha anh em, đây này, anh em thấy không? Fujiya này đó, của hãng Fujiya nha anh em. Đó, Fujiya này, tại vì em vệ sinh mình đánh cước á nên nó hơi mờ tí. Cái này là của hãng Fujiya nha. Đó, anh em mình nhìn vẫn thấy được này ha. Fujiya. Đây vỏ đồ còn đẹp nè anh em. Con này thì nó cắt giống như nó cắt cáp ấy ha. Nó giống như cua phê cua của ấy đó ha. Thì cái này nó tầm khoảng là 3-4 ly lò xo con nhộng. Đó, cắt rất là ngon ha. Đó, này giống như cắt cáp ha, một cái kìm cắt cáp của Fujiya nha. Đó. Khoảng Fujiya về ngoại hình thì còn khá là ok, lưỡi cắt nó còn nguyên zin. Đó, không có bị mài mẻ miết gì nha anh em. Đây, lưỡi cắt nó còn đẹp. Đó, vỏ đồ còn ngon lành. Thì con kìm của Fujiya này nó dài được là 20 sen nha. Con kìm của Fujiya này nó dài được 20 sen. Rồi con này mã số của mình là M80 nha. Đó, con này của Fujiya em để giá 280.000 nha. Đây M80 280.000. 81. 81 thì em có một cây kéo này, cây kéo đa năng nha. Cái này anh em mình cắt rất là bán nha anh em. Đó, về hình thức của mình nó còn rất là mới này. Đó, những cái phần lắm này, đen đen là do để lâu ngày thôi chứ chưa có xài. Đó, nó thiết kế kiểu len cưa này, anh em mình có thể mình cắt dây nẹp, cắt tôn mỏng cũng được. Đó, đa năng ha. Còn cái này thì cắt giấy thì không xi nhê rồi. Đó. À, rất là bán luôn. À, một cái cát kéo đa năng nha anh em. Rồi, logo thương hiệu hãng này. À, còn mới ha.
Chiều dài của mình thì nó dài được là 16 17 cm. Đó. Con này M81 nha, M81 cái kéo này còn mới, em để giá 120 nha, còn mới tinh là chưa có xài. M81 M82. M82 thì em có máy cây cần tự động này. Đầu tiên cây này là cây nhỏ, thiết kế của mình là cái lỗ vuông 6.35 nha anh em, 6.35 của Tone Japan này, nên mình sưu tầm cũng được. Ở đây. Đó. Đầu chiều. Đây, đầu của mình là 6.3 nha. Của Tone. 6.3. Thì anh em thích cây cần tự động này, mini ha, rất là nhỏ. M82 ha. M82 100.000. M83. M83 thì em có một cây cần tự động còn mới tinh nè, rất là đẹp nha anh em. Đây, của thằng Tone nha. Đó, anh em thấy không? Nước xi đường mới tinh nè, chỗ này nó có bị tróc một xíu xíu à. Rất là đáng tiếc ha. Đây, chỗ này cũng có bị tróc nè. Chứ không, cây này là còn rất là đẹp luôn á, nước xi còn trắng non nha anh em. Đó, về ngoại hình thì anh em thấy bên ngoài rất là đẹp nè. Nhìn kỹ thì nó sẽ có bị tróc một hai chỗ thôi. Tone Japan 12.7, 1/2 ha, sản xuất nội địa Nhật. Đó, về ngoại hình bên ngoài là nước xi con này rất là đẹp luôn á anh em. Bị tróc thì uống quá. Đó, rang cỏ này, ốc vít đồ này nọ là còn nguyên xi. Đó, đảo chiều. Đó. 1/2 nha, 1/2 của Tone về ngoại hình là còn khá là đẹp nha anh em. Thì con này em để giá là 230.000 ha. 230.000 cho cây cần tự động này, mã số là M83. M83 230 nha. M84 thì cái này là đẹp nè. Ủa đâu rồi? Đây, hai con ha. Tone này đó. Này nó vàng vàng tí không sao nha anh em. Đó, anh em về vệ sinh thêm nha. Còn con này thì không có bị tróc xi. Đó, còn nguyên zin không có bị tróc xi gì nha. Con kia nó còn tróc xi chứ còn con này là nó còn đẹp nè. Đó, đầu ngầm nó còn ngon lành nè. Đó, cái này anh em mình về vệ sinh thêm thôi. Ha, ố vàng vàng cái này mình về mình đánh cước nó ra thôi. Ha, Tone này 2.7 luôn. Đó, những cái cần Tone ngày hôm nay rất là đẹp. Đó. Đảo chiều gặp qua. Những cái này thì anh em mình xài là rất là ngon nha. Rồi cái này Tone em cũng để giá 230 luôn. M84. M84 230. M85. M85 thì em vào cho mọi người một đống OLED này. Đầu tiên là những cây siêu tầm nha. Một con nó tơ mới tinh luôn, gần như là thiếu cái vỏ. Đó. Xa 200mm ha, của Lotter này, giao dít nội địa Nhật. Đó. Japan này ha. Xa 200mm. Đó, mới tinh chưa có xài. Đó. Mới can chưa có xài ha. Đó, mới tinh chưa xài của thằng Lotter ở tôm hùm, giao dít nội địa. Đó. Đây. Đó, còn rất là mới nha anh em, mới can luôn chưa có xài. Đó, anh em mình mua về mình sưu tầm là đúng bài nha, sưu tầm là đúng bài. Xa 200mm Japan. Đó, thì anh em nào thích cái cây mỗi lớp xa 200 này của Lotter mọi người mình chốt giúp em ha. M85. Con này mới tinh nè, anh em mình mua sưu tầm mình chốt giúp em. M85 150. M86. M86 thì con này là xa 250 nha. Đó, con này thì nó còn cái vỏ nè. Mới vệ sinh nên chưa có bỏ vô luôn. Nè, có cái vỏ nên mình thích về mình treo mình treo ha. Đó, nó có nguyên zin còn cái hộp răng này nha ha. Đó, về hình thức thì đây. Để lâu ngày thôi chứ còn rất là mới nha. Đó, mua ngầm được còn nguyên zin. Đó. Con này đây, đó, để lâu ngày đen đen nha. Con này xịn nha anh em, thép alloy steel này. Có vài cái vết chấm đen thôi, không ảnh hưởng gì nhiều. Mua ngầm được còn đẹp. Mũi ngầm còn đẹp ha. Rồi con này thì xa 250 nha. Độ mũi ngầm của mình là 30 ly. À, anh em thích cái con mỏ lết Lotter này mọi người cho giúp em mã số là M86. Con này giá 220 nha. 220 M86. 220 đó. Còn đang vỏ thế này ha. M87. 87 thì con này của top. Con này cũng mới can này chưa có xài. Đó. Giao dịch nội địa Nhật này mới tinh. Xe 250 nha. Xe 250 đó, của top. À, mới tinh luôn chưa có xài. Đó. Đây, những cái này là phù hợp anh em mình sưu tầm nha. Đó. Phù hợp anh em mình sưu tầm. Đó. Đây, mới can xe ben. Đó.
đó, chưa có sai. Size 250 độ mới ngầm của mình là 30 ly đó. Của top ha, anh em mình thích hàng của top thì mình chốt ha đó. Con top này em để giá 200.000 nha, M87 giá 200, M87 giá 200, M88 88 ở đây một con siêu to khổng lồ đây, nãy anh em mình chờ đúng không? Một con 450, cái này thì còn rất là đẹp nha, cho nên mình siêu tầm được. Tuy là nó không có mưa như mới nhưng mà mưa ngầm là còn đẹp này, anh em thấy không? Kích rịt luôn. Đó, này thì nó đó, lao sẽ như thế này nè, sáng bón nó như thế này nha anh em. Đó. Nó không có mới lắm nhưng mà về hình thức là còn đẹp nha. Mưa ngầm được kích rịt này, không có loa lát, giá rất là cứng cáp. Đó, ra ben cho ba lửa luôn. Và con này thì của hãng Strong Hit nha. Này của hãng Strong Hit size 450 nha anh em. Đó. Hàng của hiếm ha, 450. Về hình thức mưa ngầm là còn đẹp. Đó. Đây, con len con lát rồi anh em thấy không có bị cắn cái nha, đó. Một tay rồi thao tác rất là nhẹ nha. Đó. Đây, ngầm nó không có bị gì đâu anh em, đó. Rất là ngon. Đó. Bên trong rồi anh em thấy những khía cạnh nó cũng rất là đẹp. Đó. Thì con này cái độ mới ngầm của mình nó mới được là 55 ly nha. Đó. Mới ngầm được 55 ly, nó dài được là 47 cm. Đó. Siêu to không luôn. Rồi anh em thích cái cây mỏ lết này mọi người cho giúp em M88 nha, lâu lâu mới có một con bự 450 như thế này nha anh em. Con này em để giá 600. Ha, M88 600.000. M89. M89 thì em có một cây nối dài. Cây này thì nó rất là dài nha, đó. À, nó đến từ hãng Tone nha anh em. Tone Japan 3/8 nha, mới tin là chưa có xài. Đó, anh em mình sưu tầm nha. Cây nối dài này nó dài được là 30 cm nha. 30 cm. Và anh em thích cây nối dài này mọi người cho giúp em M89 nha. Con này 130. M89 130. Tiếp theo M90. M90 thì em có một cây khóa. Một cây khóa có thương hiệu hãng KTC nha. KTC Kyoto Tun này. Thép alloy steel Japan ha. Rồi đầu của mình là đầu 12 này và đầu 10 này ha. Một đầu điếu 10 và một đầu điếu 12 đó. Rất là đẹp đó. Nói chung là hình thức thì nó có tróc xe thôi nhưng mà anh em mình xài ngon nha. 10-12 thì anh em thích cái loại này M90 giúp em nha. M90 120.000 đó. M90 120. Tiếp theo M91. Mốt thì cây khóa có top ha, gật gù luôn. Đây, Japan 13 ly ha. Đó, 13 ly, đó. Đây, chỗ này nó có bị tróc xi nhẹ này, đó. Đầu ống điếu gật gù, đó. Rồi anh em thích cái cây 13 ly này của top này ha, mọi người chế giúp em. M91 110.000 ha. M91 110.000. Theo M92. Hai thì em có một cái khóa KTC nha, hệ số in. Đó. Đây. 11/16. Và con này thì 11/16 nha anh em, hệ số in của KTC thép alloy steel ha. Đó, đầu ngầm nó còn rất là đẹp. Đó anh em mình thích cái hàng hệ in thì mình chốt. Con này còn rất là đẹp nha anh em. Đó. Thì anh em thích cái con này mọi người cho giúp em M92. Rồi con này giá 120.000 giúp em nha. Đó. Còn sạch sẽ rồi rất đẹp. M92 120. M93, một cây khóa KTC H ha. Số của mình là số 12 này. Và số 10 ha. Đó. KTC 10 12 luôn. Đó. Đây, đó. Nói chung là bị tróc xi trên cái phần ái nha anh em. Nhưng mà mua ngầm là còn đẹp. Đó. Cây này em để giá 180.000 nha, 1093. 80.000. Tiếp theo 1994. Một cây khóa 19 ly ha. Của thương hiệu ăn top. Đó, còn rất đẹp nha, Japan nè. Đó, môi ngầm đầu ngầm nó còn đẹp nè. Đó. Có bị lắm đắt thôi chứ còn rất là ngon nha, đó. Chỗ này nó có bị đen đen do mình để bãi thôi. Thì cái top 19 ly này em để giá là 100.000 ha. Đó, 100.000 của top. 1994 100. M95. Con khóa 17/21 của KTC ha, con này còn tem này. Đó, thép alloy steel. Đó, thép alloy steel nha.
Đó. Đây. Thì con này nó có tổng chiều dài mình đo được là 31 sang ha. Con này 1095 ha. 1095 100.000 luôn. Đó, 17 21 ha. 1095 100. 1096. Một cây thước thủy nha anh em, AP sừ diamond ha. Đó. Hợp kim nhôm có 500 hit ở dưới này nè ha. Hai bên thì nó có dập made in Japan nè, bên phần nhựa. Đó. Rồi con này thì nó dài tổng thể là được 15 sang ha. Mã số của mình là 1096. 1096 cái thước thủy này em để giá là 130.000 nha. 130 ha. 1096 130. 1097. Một cây thước thủy ba ống ha, ba ống thủy này, đó. Ba ống thủy. Cái này là của Mỹ nha anh em. Đây. Made in USA này, đó, còn đẹp. Đó, cái phần 500 này là phần này ha. Và cái thước thủy của Mỹ này nó dài được 23 sen. 1097 ha. 1097 150.000. 1097 ha, 150.000.